Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh chuối hấp kiểu Thái nhé. Để làm cho bánh chuối hấp kiểu Thái này thì các bạn chỉ cần cho mình hai quả chuối đây, chứ không cần nhiều các bạn nhé. Các bạn bóc chuối cho mình nhé. Thì Tết đến xong thì rất nhiều chuối các bạn ạ. Mình không biết ăn theo cách nào để cho nó hết chuối. Nên hôm nay mình sẽ làm bánh chuối hấp để mình ăn. Các bạn bóc tuột cho mình sạch hết chuối nhé, những cái diềm riết các bạn bóc hết đi cho mình nhé, cái sơ chuối này. Rồi bây giờ các bạn dầm nhuyễn cho mình nhé, bạn dùng thìa các bạn dầm nhuyễn cho mình. Các bạn dầm nhuyễn nát ra nhé. Sau đó mình sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Đây các bạn, khi các bạn dầm chuối của mình nát nhuyễn như thế này nhé, thì bắt đầu mình cho các nguyên liệu khác vào các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình bột năng và bột gạo tẻ nhé. Mỗi thứ độ 50g một loại. Đây, mình sẽ cho bột gạo tẻ nhé. Các bạn cho mình độ 3 thìa bột gạo tẻ, độ 50g thôi nhé. Và bột lăng các bạn cũng cho mình độ 3 thìa, độ 50g. Độ thế thôi. Các bạn trộn đều lên cho mình nhé. Và mình sẽ cho 100ml nước cốt dừa các bạn nhé. Đây các bạn, nước cốt dừa của mình đây, mình tự làm nên là khoảng 100ml các bạn nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình. Và không thể thiếu được, các bạn phải cho mình đường nữa nhé. 50g đường các bạn ạ. Mình cho 3 thìa bột mì thì mình cũng bột lăng mình cũng cho 3 thìa đường các bạn. Nếu các bạn ăn ngọt hoặc nhạt hơn thì cái đường này các bạn có thể giảm theo sở thích của mình nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình. Để cho nó khỏi bị đớ nhé, thì các bạn cho mình một chút muối nhé. Chỉ cần một chút thôi các bạn, 1/4 thìa cà phê muối đấy, hoặc bột canh cũng được các bạn nhé. Đấy, các bạn trộn đều hỗn hợp này lên, cho cái đường và muối này, bột lăng, bột mì nó lở và tan hết nhé. Sau đó mình sẽ cho đi hấp nhé. Và lúc nào hấp cần được khoảng độ 10 phút ấy, thì các bạn cho mình một ít dừa bào sợi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nồi hấp nhé, để mình cho lên bếp để mình hấp nhé. Đây các bạn, khi mà mình đã hòa tan các hỗn hợp này nhé, và bột của mình cũng tan hết rồi nhé, thì các bạn cho vào bát cho mình để mình hấp nhé. Rồi các bạn cho lên bếp để mình hấp nhé. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi hấp nhé. Ở dưới mình có nước đấy các bạn, nồi hấp là phải có nước các bạn nhé. Và các bạn cho những bát bánh vào nhé để mình hấp nhé.
Các bạn đun cho mình với lửa khá to nhé, để cho nước sôi nhé. Khi nước sôi lên ấy, thì chúng ta sẽ giảm lửa sau các bạn nhé. Các bạn đánh vung lại cho mình nhé. Đây các bạn, khi nồi hấp của mình nó sôi nhé thì các bạn nên giảm bớt lửa cho mình nhé. Nồi hấp sôi rất đã rồi thì mình giảm bớt lửa đi các bạn ạ. Các bạn chỉ cần hấp cho mình độ 10 phút là chín thôi nhé. Đây, các bạn lại đẩy vung vung tiếp cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi mình hấp khoảng 10 phút nhé, bây giờ mình sẽ mở ra thì mình kiểm tra các bạn nhé. Bạn nghiêng cái vung để cho nó chảy nước nhé. Vẫn chưa được các bạn ạ. Đây, khi mình lấy ra bên trong nó vẫn còn bột đấy, thì vì mình hấp cái bát này nó hơi sâu một chút, nếu các bạn hấp cái bát lỏng bát nó thấp hơn đấy thì nó sẽ không, bột nó sẽ hơn nhé, thì nó sẽ nhanh chín hơn đấy. Mình đảo đều lên đấy, thì cái lớp bột này nó cũng còn đấy. Đây mình chỉ làm với một bát thử như này thôi, còn những bát kia thì về ấy mình hấp tiếp các bạn nhé. Sau đó mình sẽ cho một ít dừa, các bạn chuẩn bị cho mình một ít dừa lạo nhé. Đây mình đã chuẩn bị một ít dừa lạo này, chút nữa mình sẽ cho vào nhé. Khi chúng ta hấp được độ 15 phút các bạn nhé, và mình sẽ mở vung ra để mình cho dừa vào các bạn nhé. Các bạn sẽ cho dừa lên trên cho mình nhé. Mình chỉ cần hấp thêm độ 5 phút thôi thưa các bạn ạ, thì là cái bánh chuối hấp này của mình nó sẽ chín các bạn nhé. Đây, mình sẽ chọc lỗ ra, không thấy còn cái nước của nó lên nữa đâu các bạn ạ, nên nó rất ít, thì mình hấp thêm 5 phút nữa thôi là nó sẽ chín. Đây các bạn, sau khi mình đun thêm được 5 phút nhé, bây giờ mình sẽ mở vung ra để mình kiểm tra xem nồi hấp của mình chín chưa các bạn nhé. Mình chọc đũa vào nhé. Được rồi các bạn ạ, không thấy gì nữa lên là được nhé. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ ra nhé. Rất thơm và ngon các bạn. Một chất thơm. Đây cùng các bạn, mình đã được 3 bát bánh chuối hấp đây. Và mình sẽ lấy ra ăn thử các bạn nhé. Vì cái bát này ấy, là mình lúc đầu ấy, mình đã dùng đũa mình quấy nó lên ấy, nên nó sẽ không được phẳng và đẹp nhé. Mình sẽ ăn bát này trước các bạn ạ. Còn bát ý mình phần cho con trai và con gái mình. Vì các cháu cũng rất hay thích ăn những cái món ăn như thế này. Rất ngon các bạn. Mùi thơm của chuối và nước cốt dừa lại có bột năng, bột gạo tẻ và đường nhé, làm cho mình bánh này rất ngọt và ngon. Với dừa mình nhai nó lại giòn. Các bạn thích có thể rắc thêm một chút vừng trắng nhé.
Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món bánh chuối hấp kiểu Thái nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé.